vườn Mạnh Yến, chào các bác trên mọi miền. Thứ nhất là vườn Mạnh Yến là gì, cái cây trà lá ăn quả nhá. Đây là cây trà lá ăn quả vừa trồng bóng mát, vừa cây công trình rất đẹp, cảnh quan rất đẹp. Cây đang hoa đấy, cây này là trà lá cái nó đang hoa nhé. Trà lá này có cả cái là được nhé, các bác mua cây có hoa có quả cho ăn chắc nhé. Cây này đường kính 1 mét ạ, cao 6-7 mét ạ, đang hoa quả này. Đây là trà lá ăn quả các bác nhé. Điện cho em xuống cho màn hình ạ, em tên là Mạnh ạ, em vườn Mạnh Yến ạ. Trà lá ăn quả nhé, quả quanh năm ạ, trà lá cây của trà lá quả quanh năm ạ nhé các bác nhé, cây rất đẹp luôn, cái này phải mua chỗ nào cẩu được mới vào được nhé, cây này không bê được đâu, đường kính gốc 1 mét. Cả lá là cao là 7 mét nhé, 6-7 mét. Bao mua để điện cho em số trên màn hình nhé, em tên là Mạnh, nhà vườn Mạnh Yến nhé. Ngoài trà là quả là em còn các loại cây ăn quả bóng mát nhé. Ngoài cây to này em có cả cây giống nhé, cây bé nữa nhé, em ship từ 5 cây ạ, cây nhỏ, cây to này có con mua 1 cây em bán nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh em để xem những video tiếp theo nhé, mang những giống cây độc lạ cho nhà lông nhé, những cây có hiệu quả kinh tế cho các bác nhé. Em xin chào các bác ạ, các bác nhớ đăng ký kênh và like cho em ạ, để cho kênh em càng ngày càng